Marata là một danh hài. Cái đồ nhà này bị loạn chuột. Bay được chứ. Ủa cái này Obito hả? Ờ Obito đúng rồi, Obito mẹ quên. Obito giả danh là Marara quên. Cày hết cả bộ phim mà quên lại quên. Quá rồi. Quá là không tôn trọng tác giả. Nó đồ nhảy bắn vô người không ta? Đồ cũng đầm đấy. Đồ nhà này đầm quá. Tâm của anh nó không có giật. Nó đầm quá. Chủ yếu anh kéo tâm á. Nó không có kiểu giật như thế này. Tâm nó đứng yên một chỗ thôi, nhưng mà kiểu nó bay qua đầu hình địch. Chỉnh ở trong phần control banner á, kéo hai cái kia xuống. Đồ nhảy cao lên chắc là tâm bắn nó bị ảo luôn. Obito đây. Theo điều tra của vụ án tình nghi, anh nghĩ sao giờ anh là Obito mà cái gì anh không biết, anh có Sharingan nè, anh mà mở cái mặt nạ ra là có Rinnegan, à đúng không ta, Rinnegan đúng không? Em có ung thư gan nè, anh solo với em không? Ung thư gan, keo nhiều vãi đạn luôn rồi, không biết địch ở đâu luôn, bên trái. Chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay chúng ta livestream quá nhiều rồi. Marara xin tạm biệt các bạn nha. Su